Uh, tiếp theo video này, chúng uh, xin phép được uh, tiếp tục chia sẻ với anh chị và các bạn cái tính năng của Wallensight. thì hôm trước chúng uh, đã chia sẻ cho anh chị và các bạn thì đó là tính năng uh, chúng ta tải lên nhanh này, rồi chúng ta uh, định danh nhanh loài. thì cái đấy là cái muốn chia sẻ ngắn gọn để chúng muốn chia sẻ với anh chị và các bạn là cái cái tính năng, cái hiệu năng của của cái phần mềm này nó hấp dẫn với chúng ta như thế nào thì đấy là cái, cái cách chúng ta chia sẻ với nhau ở trong cái thời điểm đầu. nhưng mà đó là một cái cách mà chúng ta xử lý vài trăm bức ảnh và đối với một camera trap vậy thì nếu mình chỉ làm như vậy không ấy, thì thì chưa phải là thế mạnh của wildlife mà mình sai và đây chúng muốn chia sẻ sâu hơn một chút đó là cái tính năng của wildlife là có thể xử lý hàng ngàn bức ảnh, hàng, hàng rất nhiều các camera trap trong cùng một thời điểm để dẫn dưới nhau thế thì hàng chục ngàn bức ảnh đó mà tải lên rồi xử lý như thế nào nhanh như thế nào để chúng ta đưa ra kết quả đấy, là cái cái mà mà thế mạnh của online sai chứ còn nếu mà chúng ta chỉ xử lý thủ công từng camera trap từng điểm như vậy thì nó rất là mất thời giờ đúng không ạ thì để mà làm việc đó ấy, thì như như hôm trước thì chúng có chia sẻ với anh chị ấy, thì chúng ta cần phải tạo ra các cái các cái cái hệ thống này, hệ thống này đúng không? đây là hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu của, của qua và cần phải có cái cấu trúc. thì để giải thích cái, 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 cái sơ đồ cấu trúc này thì chúng xin phép chia sẻ này là khi mà chúng ta phát hiện ra một loài, đúng không? phát hiện một loài từ một bức ảnh, thế thì các bạn phải hiểu là ai cũng muốn hiểu rằng là ô cái loài đó ở đâu, à, cái loài đó ở đâu vị trí như nào hoặc là ai ai tìm ra đấy, vân vân đấy. V. V. Cái thông tin metadata của cái bức ảnh đó. thế thì cái cloud sẽ sẽ giúp chúng ta làm việc đó để mà hệ thống lại sử dụng nó thế thì, thì nhìn, vào, nhìn vào sơ đồ này thì chúng ta sẽ quay lại sơ đồ hôm trước nha. à, thứ nhất là sáng kiến này thứ hai là tổ chức này thứ ba là dự án này thứ tư là vị trí địa lý này thứ năm là điểm triển khai đấy. Cái, cái này là những cái mà nó gắn liền với một bức ảnh nó gắn liền với một cơ sở dữ liệu của bức ảnh, bức ảnh đó hàng ngàn bức ảnh đấy nhưng mà nó sẽ phải được lưu như thế này như một hệ thống này để vì sao? Để khi mà chúng ta nhìn bức ảnh đó Chúng ta sẽ thấy à Con vật đấy nó nằm ở cái điểm triển khai này Vị trí địa lý như thế này Thuộc một cái dự án này đang thực hiện Và dự án này nó thực hiện theo một cái sáng kiến này Và cái dự án này nó thuộc cái tổ chức này Thuộc đơn vị này, thuộc cái cơ quan này Đấy, đấy là cái cách mà chúng ta truy xuất nguồn gốc dữ liệu Để cho chúng ta biết được cái bức ảnh này Vậy thì dựa trên một bức ảnh đó Dựa trên cái sơ đồ như thế này thì chúng ta phải hiểu bản chất của cái vấn đề là vậy thì mối quan hệ giữa các dữ liệu này nó như quan hệ như, như nào với nhau vì chúng ta phải biết được như vậy thì chúng ta mới, mới 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 phải có một cái cách nhập dữ liệu hoặc là có một cái cách mà đưa thông tin vào để nhằm đảm bảo rằng là cái dữ liệu của chúng ta được an toàn dữ liệu của chúng ta có một cách hệ thống và dữ liệu của chúng ta có một cách chính xác để nhận diện được là để từ đó tại những điểm này điểm này thì hệ thống sai sẽ phân tích giúp chúng ta là chúng ta tìm được ra bao nhiêu loài và cái loài đó nó phân bố ở cái điểm nào vị trí địa lý như nào đai cao ra sao mật độ như nào đấy đấy là cái mà, 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 mà giúp chúng ta giải quyết những vấn đề nó còn còn sâu xa hơn chứ không phải là chúng ta chỉ nhận diện ra một cái loài đó là loài a hai loài b đúng không đấy, thế thì đi sâu vào cái quản lý dữ liệu này thì chúng ta sẽ Sẽ đi thiết lập ra các cái này đấy, chúng ta sẽ tạo ra cái dự án này tạo ra các tổ chức này tạo ra những sáng kiến này đúng không? Thế là ba cái này là cái quan trọng và trong cái này sẽ có những vị trí địa lý trong cái này nó sẽ có gì à, các cái điểm triển khai vậy thì mối quan hệ của chúng ta như nào? Đó, thì chúng sẽ chúng vẽ cái sơ đồ mối quan hệ của của cái đây cho các bạn xem thì đây là cái sơ đồ mối quan hệ dữ liệu mối quan hệ dữ liệu giữa các cái các cái, <laughs> cái chuyên mục mà chúng ta cần quan tâm ví dụ như này một đây là một tổ chức nhá một tổ chức của chúng ta sẽ được thực hiện một cái một các cái sáng kiến một tổ chức này có rất nhiều sáng kiến đúng không và một tổ chức này có có rất nhiều dự án các bạn nhìn thấy các cái chân vịt này, này. đó như thế này nó là một tổ chức thì có nhiều sáng kiến thực hiện hai nhiều sáng kiến một tổ chức cũng có nhiều dự án đúng không và một tổ chức này sẽ có nhiều camera à, đúng không một nhiều camera đây cũng có cái này một tổ chức tôi có thể sắm hàng trăm, hàng mấy trăm cái camera một tổ chức của tôi đúng không? và cái dự án của chúng tôi và cái dạng của chúng tôi cũng sẽ có rất nhiều cái camera. đây là mối quan hệ dữ liệu của các cái sơ đồ mối quan hệ dữ liệu. thế thì nhìn vào đây các anh chị sẽ thấy là gì? tổ chức của chúng tôi đang thực hiện các cái sáng kiến này và tổ chức của chúng tôi đang có cái dự án này, dự án này được thông, dự án này thuộc tổ chức này, dự án này đang thực hiện rất nhiều camera và dự án này đang thực hiện mối sáng kiến này và cái dự án này có các camera và dự án này thực hiện các điểm triển khai và dự án này có những cái điểm gọi là điểm tọa độ địa lý rất là xác định Đấy. thì đây đây là cái sơ đồ mà mối quan hệ dữ liệu giữa các cái thông tin này thì các bạn như thấy này nó sẽ liên hệ với nhau như thế này sở dĩ tôi chia sẻ như này là gì để các anh chị nhìn, nhìn có một cái, cái, cái nhìn chung, nhìn sơ lược về là một bức ảnh của chúng ta nó sẽ có mối liên kết như thế nào thông qua các cái mối quan hệ giữa các cái bảng dữ liệu. Ví Dụ vào cái bảng bảng thứ nhất đấy, nó, tất cả dữ liệu chúng ta lưu và sẽ từng cái bảng một. Bảng thứ nhất là bảng gì tổ chức, bảng thứ hai là bảng sáng kiến, bảng thứ ba là bảng um, dự án, bảng thứ tư là bảng camera, thông tin về camera. Bảng thứ năm là bảng điểm triển khai, bảng thứ sáu là bảng location thì chúng ta vào phần mềm này thì chúng ta không thấy cái bảng này đâu nhưng mà chung đã mô phỏng các anh chị biết đã để mối quan hệ giữa các thông tin này với nhau. Đấy, ngoài ra thì chúng ta triển khai chúng ta còn một cái bảng nữa đó là bảng dự án phụ. Đấy, ví dụ như chúng ta tổ chức chúng ta triển khai một dự án và bên dưới dự án này có rất nhiều cái dự án nhỏ dự án nhỏ nữa. Đấy, thì cũng có mối quan hệ như này. Đấy, nên nó cũng đưa ra chúng ta hiểu rằng là mối quan hệ giữa các dữ liệu đối với nhau nó rất là quan trọng và để chúng ta truy xuất được nguồn gốc của các bức ảnh để làm sao mà có thể hỗ trợ trong quá trình phân tích đánh giá dữ liệu, đúng không? thì đây là cái bảng sơ đồ nó được suy ra từ cái bảng này, suy ra được cái mô hình này. đây là mô hình một dữ liệu như thế này và nhìn sâu qua cấu trúc dữ liệu nó ra được cái bảng như này. và bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái việc mà chúng ta tạo ra các cái các, cái, các cái mô hình dữ liệu này nha, các cái, cái chuyên mục mà phổ biến như này đây là các chuyên mục phổ biến thì các anh chị vào đây <laughs> thì các anh chị đã thấy là khi mà chung triển khai cái bài test hôm ở bài phần 2 ấy, thì chúng ta đã có những cái nhanh tải nhanh dữ liệu vậy thì tạo ra các cái tổ chức này tạo ra các tổ chức tạo ra các cái dự án tạo ra các cái initiative này như thế nào đúng không ví dụ bây giờ nếu mà theo cái sơ đồ này sơ đồ này thì tôi ví dụ tôi tạo ra thì cái tổ chức trước nhé xong tạo ra tự tạo, tạo ra tổ chức này tạo ra dự án hoặc tạo ra các sáng kiến nha bây giờ chúng sẽ hướng dẫn từng bước các anh chị một thứ nhất là chúng ta tạo ra các sáng kiến đúng không bây giờ chúng ta sẽ tạo ra các sáng kiến bấm vào đây bấm create new đấy, bấm, bấm manage đúng không và chúng ta create new initiative đấy, chúng ta sẽ tạo ra các sáng kiến <laughs> vì tạo ra các sáng kiến này thì các anh chị nhìn này đấy nó bảo là gì bạn phải tức là cái cái chúng ta phải có một cái tổ chức trước đúng không nó thuộc tổ chức nào à nếu như vậy thì chúng ta có thể tạo ra tổ chức trước đúng không tạo chúng ta gì tạo ra tổ chức trước à, tạo ra tổ chức trước này ví dụ là chúng ta có thể tạo ra một cái tổ chức nào ví dụ là cái tổ chức này như trung trước chúng, chúng tôi nói có thể là một uh, tên một khu bảo tồn tên một uh, vườn quốc gia hay là tên một cái ban quản lý dự phòng hộ hay là một tổ chức phi chính phủ nào đó đây là một cái thực thể tên một thực thể các bạn nhé dụ là tôi sẽ đánh vào đây là tổ trước 81 một chẳng hạn đúng không? Địa chỉ là 88 An Dương Vương, Đấy. quốc gia là gì? Quốc gia code này, City code này. Các bạn có thể đánh vào đây. ví Dụ tám là quốc gia Việt Nam luôn không? Code Việt Nam đúng nhỉ? City code là uh, City là chúng ta đánh vào đây là City là uh, Tâm Kỳ chẳng hạn quận này tên là thành phố này thành phố Tam Kỳ này Tam Kỳ này vậy Đấy, ví dụ các bạn có thể là đưa em hoặc là button zip code này các bạn thể để nhập vào cái mã bưu điện ví dụ là 54.000 hạ ừ. 54 số điện thoại ví dụ như số điện thoại của chung là 09 à, là số điện thoại email của chung các bạn có thể nhập email vào đây của các bạn buu -com, .com, com đúng không? À uh, website các bạn đăng nhập website vào đây và các bạn có thể um, uh, đưa cái nội dung uh, bổ sung thông tin vào đây. Đấy, cái tổ chức A1 này này. Ví dụ là chúng ta là đi là uh, test phần 3 nhá, test P3. Ok chưa? Tổ chức A1 test P3. Tức là chúng tôi muốn để cho đây là cái phần 3 này là phần 3 video clip thì các bạn có một cái mạch để dẫn tuyến từ cái phần 1, phần 2, phần 3. Ok chúng ta xong tổ chức đúng không Create xong đã tạo xong đó thì, thì theo cái sơ đồ này thì chúng đã tạo xong một tổ chức nha bây giờ đến Initiative tiếp chúng tạo ra một cái gọi là cái sáng kiến Đấy, sáng kiến bây giờ chúng ta vào đây rồi bấm manage tạo ra sáng kiến đó, initiative vậy thì tôi muốn tạo ra sáng kiến thì cái sáng kiến ấy sẽ được phải giao cho một cái tổ chức nào đó quản lý hay thực hiện tôi sẽ bấm vào cái tổ chức này đúng không tên sáng kiến là gì à, um, giám giám sát đi giám sát loài uh, linh trưởng nhá, đúng không uh, hay là hay là um, giám à, sát heo rừng nhá heo rừng hả ví dụ gì nhá giám sát heo rừng nhá thì cơn sát email ví vẫn uh, có thể làm cái người mà phục của boy của cái tổ chức này hay là một sáng kiến này ví dụ mình vẫn là người chung hạn nữa à, còn từ mail chấm thế thế đây thế thì các bạn có thể là đưa vào đây là bạn bạn gấp các logo vào đây nha các logo vào đây có thể đưa các logo của cái sáng kiến này vào tùy thích nha à, vì là này bạn này, này. hãy cho rằng cái thông tin này ấy, nó sẽ được là các sáng kiến này nó sẽ được là công bố công khai công khai cho tất mọi các bạn mọi người đúng không Đấy, mô tả hoặc là các cái đường link về youtube hoặc là giới thiệu về các sáng kiến của mình à dự dự án này là dự án triển khai nhằm giám sát xem là mật độ heo rừng ở khu vực này nó như nào để chúng tôi có kết quả kiểm soát đó vâng vậy vâng, vân vân đúng không à, Đây là những các cái mô tả à, xong chúng ta có thể là điền các cái logo hoặc là hiển thị trên màn hình này hiển thị trên cái vị trí ở à, đây grid. À, xong chúng ta đã giám sát theo rừng xong đây là cái cái sáng kiến của chúng ta khi mà các bạn tạo xong nha các bạn tạo xong nhá các bạn sẽ bấm vào đây các bạn sẽ bấm vào chỗ này sẽ thấy gì giám sát theo rừng đúng không và tổ chức chúng ta tạo ở đây thế <laughs> là xong à, chúng ta đã làm ra tổ chức làm ra gì initiative và bây giờ chúng ta đến dự án cái dự án này ấy, các bạn nhìn nhé cái dự án này nó sẽ thuộc cái tổ chức này và nó thực hiện cái sáng kiến này à đúng không bây giờ chúng ta sẽ bấm vào manage chúng ta gì create new project nhá yeah. chúng ta cứ tạo bấm vào đây để create một new project hoặc chúng ta bấm vào đây chúng ta bấm vào tổ chức và chúng ta chọn đi theo hoặc tặng create new project cũng được chúng ta sẽ làm từ bước nha manage create new project đấy thì khi khi chúng ta tạo một cái dự án dự án này thì um, qua lại sai sẽ hỏi cái dự án này thuộc tổ chức nào à, chúng ta sẽ chọn à, tổ chức test phần 3 à, chúng ta rõ chưa và cái dự án này nó thuộc cái sáng kiến nào là giám sát theo rừng ha, không thì toàn bộ cái thông tin liên quan đến tổ chức liên quan đến dự án nó sẽ có một cái kết nối với nhau. nó có một cái kết nối với nhau như thế này. À, dự án thuộc sáng kiến này nó có cái mã này, mã gì? Má project id này, hoặc là initiative id này nó sẽ connect với cái dự án này. B organization id này kết nối với cái id này. Đấy. để chúng ta cái dữ liệu chúng ta sẽ kết nối với móc với nhau. xong project name. project name là gì? em bị heo rừng nha heo rừng heo rừng à, yeah, giám sát heo rừng nhỉ dự án này là giám sát heo rừng heo rừng à, dự án này giám sát heo rừng nha đúng không cái tên viết ngắn là gì nè heo rừng nhạ heo rừng được chưa heo rừng um, test p 3 à, ví dụ thế hạn đấy ví dụ hay là heo heo rừng test p 3 đi viết cắn tắt thì phải tắt dài <laughs> quá đúng không theo P3 đấy thì định này để cho mình kích tên đây là website các bạn chuyển vào đây đúng không đây kiểu dự án kiểu dự án các bạn chọn vào đây à, ví dụ ảnh chúng ta chọn cái ảnh đúng không à, cái người cái project admin là cái người quản trị à, ví dụ tôi là lộc vũ Trung email của tôi là gì lộc vũ dung à, cái quản trị của cái, cái dự án này ấy. hôm trước ấy, là chúng đã giới thiệu cho anh chị chia sẻ với anh chị là cách tải lên rất nhanh vì chúng đã tạo sẵn hết rồi bây giờ cái này là chúng đã đi ngược lại đúng không à, country là gì Việt Nam đúng không các anh chị có thể nhập vào đây bất kỳ à, Việt Nam Đó. và ngày triển khai dự án này thường ấy là à, cái ngày đặt bị ảnh và cái ngày kết thúc thu được bị ảnh đấy các anh chị có thể là nghĩ ngày đấy hoặc được hoặc là hoặc là các chị có thể nới rộng hơn ví dụ như là cái ngày mà chúng ta lập kế hoạch đặt bị ảnh và cái ngày mà chúng ta viết báo cáo chẳng hạn ví dụ tôi bắt đầu từ tháng uh, tháng 1 chẳng hạn đúng không ngày 1 tháng 1 và tôi kết thúc vào uh, tháng 6 tháng 6. đấy đây là một cả một cái, một cái chuỗi của một cái dự án tôi bắt đầu từ tháng 1 đến tháng 6 đấy. và cái này Metadata License thì các anh chị có thể nhập vào đây các cái gọi là các cái <laughs> cái, cái, cái license liên quan đến cái việc mà uh, quản lý cái metadata đấy các anh chị có thể chọn cái này thì cái này tôi chung sẽ nói ở một cái phần khác liên quan đến cái việc mà à, quản lý dữ liệu này liên quan đến bản quyền dữ liệu mục tiêu của cái quản lý hay dừng là gì các bạn như đây là gì quản lý giám sát heo rừng đúng không đấy cái gì cái cái các cái, cái đây là các cái key để chúng ta qua nó yêu cầu chúng ta là nhập vào đây để để chúng ta um, giám sát rồi là quản lý những cái bức ảnh ở trên mạng ấy theo một quy định ví dụ là chúng ta có thể sử dụng để làm thương mại hay là phi thương mại hay là có bản quyền của ảnh để cái này liên quan này thì chúng sẽ xin về một đi sau à, những các cái vấn đề này, như nên là các cái credit line là cái thông tin liên quan đến thương hiệu này bản quyền này các agreement này ví dụ chỗ này đây embargo thế thì cái này các bạn chị ạ cái embargo này là cái gọi là cái nó gọi là nó liên quan đến cái việc mà chúng ta quản lý dữ liệu ở trên trên mạng Ví dụ, um, um, One Insight sẽ quy định là sau cái anh chị tải dữ liệu lên trong vòng 15 tháng hay là 20 tháng Nếu anh chị uh, không quản lý nữa thì chúng tôi sẽ được phép công khai dữ liệu này À đây, cái này Thế thì tôi nói là hãy cho tôi là giữ bí mật trong vòng 48 tháng Hãy cho tôi giữ bí mật trong vòng 48 tháng Tức là 4 năm, đúng không? Hay là giữ, giữ bí mật cho tôi trong vòng khoảng uh, 24 tháng, Đấy, trong vòng 2 năm Yeah, trong vòng hai năm này tôi yêu cầu giữ bí mật dữ liệu của tôi còn sau đó thì có được phép công khai là đấy là cái mà đấy ba click box đấy cái này là để mà um, sử dụng cái 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 cái, này gần như là cái, cái việc mà Clickbox um, click box đây để để được quyền thoát sai là quyền là được, được, các thành viên thành viên nòng cốt ấy sẽ sử dụng hạn mức này để tạo ra các cái sản phẩm thì mà uh, public các bạn bạn đừng, đừng đừng tích vào đây cũng được. Ví dụ chúng ta để làm đang đang nghiên cứu mà đúng không? Bỏ đi. với uh, project species à cái loại cái loại cái loài chúng ta làm gì? À, các bạn đoán Cái loại gì? Đây là individual là các loài đơn này, multi multiple này là cái loài đa loài. à chúng ta là một loài heo rừng chúng trong video đúng không? Ví dụ multiple thì các bạn sẽ thấy hết mất cái kia nó sẽ xuất hiện là gì thế thì khi mà chúng ta làm như này thì cái wireless sign nó sẽ focus tức là gì nó tập trung vào cái loài đó Đấy, tên của loài đó ví dụ chúng ta qua đúng không cái con port nó con 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 heo rừng là gì b o a Đấy, con này đúng không? con này là con heo rừng này web này đúng không <laughs> Đấy. ví dụ chúng ta tập trung vào cái loài này thì tức là cái cái nó sẽ focus vào cái loài này để chúng ta uh, nó sẽ nó sẽ tập trung vào để nó nghiên cứu kỹ hơn một chút Đấy. Đấy, đây project individual animal là cái dự án này là dự án đơn loài đúng không Đấy. hoặc là chúng ta làm đa loài thì chúng ta bấm multiple thì bỏ quá này Đấy, chọn đâu no, đúng không Đấy, còn cái này là cái này là gì? semantic là hệ thống Random là ngẫu nhiên Cái này là tag target Cái à, tag target này này Cái tag target này này là, là cái này là gọi là chủ đích Đấy Cái này là convenient là gọi như là do cái người mà kinh nghiệm người ta đặt bữa ảnh hoặc là cảm thấy thuận tiện chỗ nào hoặc là người ta đặt À, ví dụ Simon, Simon Tech là hệ thống ví dụ lưới là ôm bấy ảnh chạm, bấy ảnh cách, chạm bấy ảnh 2,5 km hoặc là 2 km hay 200 m tùy theo lưới, à, theo ngẫu nhiên, random à, theo, theo, thuận, theo thuận tiện hoặc mục đích. À, đây là chủ đích này, chủ đích này, target này, targeted này, đó, chủ đích. Đấy, các bạn có thể là à, tiếp cận nó để, để đặt ví dụ đặt chủ đích thì vào đây. Thì cái này nó liên quan đến cái việc mà chúng ta À, sau khi chúng ta phân tích dữ liệu để nó giải quyết vấn đề phân tích dữ liệu hơn thì đây là những các cái thông số để giúp phải những dữ liệu thì uh, trong cái sơ đồ uh, này thì chúng không có nói rõ các cái nội dung ra và chúng chỉ nói mối quan hệ thôi thì trong này thì chúng mới muốn đi sâu phân tích với bạn ví dụ chúng ta ở đây thì đây là system uh, systematic uh, là hệ thống lưỡi đây uh, project sensor cluster À, liên quan đến cái việc mà các cái cảm biến, đúng không? Chúng ta đọc yes, đúng không Project Motion. Chúng ta có thể là à, cái này là cái, cái 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 phương pháp của cái cảm biến. Ví dụ à, cái, cái 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 công cụ cảm biến ví dụ là cái này là theo thời gian chúng ta sẽ xác định này à, theo cảm biến mà khi mà nó phát hiện con động vật thì nó sẽ chụp ảnh này. Còn cái này là cứ à, 5 phút chụp một lần, 5 phút chụp một lần không cần thiết. Cái này là cứ thấy cứ thấy con con vật đấy xuất hiện nó sẽ chụp còn cái này là cả hai đấy, đúng không cái này bạn nào dùng bế ảnh nhiều thì các bạn sẽ biết là đây là cái chúng ta thiết lập trong cái cấu hình của bế ảnh còn cái này uh, project blank image remove tức là nếu mà phát hiện những cái bức ảnh mà nó trống thì sẽ xóa luôn đấy yết uh, là chúng ta sẽ xóa luôn khi chúng ta tải tải lên là tự động máy nhận diện nó xóa luôn Và cái này là um, phát hiện nó nếu có nghi ngờ là chính xác là chống nó sẽ xóa còn không nó sẽ không xóa hoặc là nó đang nghi ngờ thì sẽ không xóa còn cái này là định nguyên đấy các bạn nhé project blank image uh, remove. tức là uh, sẽ, cái dự án sẽ xóa những cái bức ảnh mà chống đi thì tôi thì tôi, tôi hay để nâu no. thì chúng ta có một cái cái, cái, cái đập, à, uh, project values à, cái này là gì liên quan đến cái việc mà chúng ta sử dụng mồi trong quá trình mà uh, làm bị ảnh thì các bạn có thể đọc đây yes some no đúng không mùi ví dụ là chúng ta đặt bị ảnh xong là chúng ta đặt, đặt ví dụ muối hạn hay là những các cái chất dẫn dụ hoặc là thức ăn để cho con con động vật nó sẽ đến và mẹ máy ảnh chụp project cherry vegan Đây. cái này yes or no thì các bạn chọn này nha à, tiếp theo automatic delete photo identify human with human này automatically delete the photos Identify with humans, à, tức là cái này này tự động xóa những bức ảnh mà trong bức ảnh thì có con người, đúng không? À, nếu các bạn để lên được hoặc là các bạn không để lên được, hoặc đây là count is optional, à, nó đếm đếm những bức ảnh à, count là gì? đếm những bức ảnh, có đây là một đây là một cái lựa chọn thôi nhá, hoặc là đây nó cũng đây là những cái setting để chúng ta đấy, thường thường là tôi bỏ ngay đi để chúng ta phát hiện xem là à. à có thực sự là cái đoàn này đi đánh giá không có thực sự cái anh ấy xuất hiện trong màn ảnh không đấy 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 là một những cách mà chúng ta có thể để làm giám sát đánh giá chính các đồng nghiệp của chúng ta xem là thực hiện như thế nào và sau khi xong chúng ta chọn click đúng không đấy, chúng ta xong click tinh này nếu mà cái trường nào mà chúng ta nhập dữ liệu mà bị lỗi là nó sẽ báo đúng không à thế này đã hoàn thành hoàn thành thì chúng ta đã có một cái dự án mới đấy mà chúng ta sẽ có cái dự án là gì heo rừng p 3 Đấy, chúng ta bấm vào đây và chúng ta bấm vào cái gì test đây sẽ có heo rừng p3 đúng không <laughs> quay lại đây thì chúng ta có một cái sơ đồ là chúng ta đã tạo gì sáng kiến tạo tổ chức và tạo project bây giờ cái heo rừng p3 của chúng ta đã tạo rồi vậy chúng ta sẽ tạo ra các cái tọa độ địa lý và các cái trạm triển khai nó ở đâu ok heo rừng p3 đúng không chúng ta sẽ bấm vào đây tổ chức này đúng không Bây giờ chúng ta muốn tổ chức này trong tổ chức này nó có cái dự án nào bấm vào đây thì chúng ta kéo xuống dưới cùng này Đó, tổ chức này có gì gì, gì đúng không chúng ta Đó. thế thì trong như chung đã nói á trong một tổ chức trong một tổ chức đúng không? trong một tổ chức thì chúng ta sẽ có các cái location và chúng ta có các cái camera đúng không Ví trong một dự án thế trong một dự án chúng sẽ có gì các cái camera và trong dự án À, trong một tổ chức có các camera trong một án thì có các location đấy. thì bấm vào đây thì các bạn sẽ thấy chỗ này nó sẽ tạo ra các camera ví dụ cái dự án này chúng ta sẽ mua được 5 cái camera hay là 100 cái camera thì chúng ta sẽ tạo ở đây nha các bạn nhìn ở đây thì nó sẽ dự án của ta sẽ có các cái camera đúng không thì chúng ta sẽ quản lý các camera ở đây đấy, chúng ta quản lý camera thế thì chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn là tạo cái camera là như thế nào nhé bấm vào đây camera ví dụ tôi sẽ dự án của tôi là cái con heo rừng đúng không tôi sẽ viết chữ r heo rừng đúng không và chúng tôi sẽ có 15 chiếc hay là 5 chiếc chẳng hạn thì tôi hay 10 chiếc đi thì tôi heo rừng a 1 tức là tôi nói cái camera đầu tiên từ dán có cho nó là heo rừng a 1 đúng không model nó theo cái mô ở trên cái máy đó đúng không theo cái series ở trên cái máy đó đúng không A12345. A12345. Ví dụ thế ạ. mua là ngày nào? Ví dụ tôi tôi, tôi mua là tôi chỉnh khai tháng 1 đúng không? Thì tôi phải là mua tháng 12 nhỉ ạ. Đấy, tháng 12 với giá là 500 đô ạ. Đấy, nhìn đôi nhìn các bạn, đúng không? Và cái địa chỉ của trang web mua hàng ở đâu? Thì đó đúng không? Và đặt vào đây. Click. chúng tôi tạo ra một chiếc camera thôi đúng không? A1 bây giờ tiếp A2 à, đúng không đây, đây là cái ID các bạn nhé nhớ cái ID này vào để chúng ta sẽ làm một cái việc sau đấy vào đi gì 6 6 đúng không vẫn là ngày mua ngày này, với ngày này đúng không vẫn địa chỉ này ok à đi à à quên nhầm nhầm 1 này 5 này 5 này. Này. này đúng không à, xong là số 1 đúng không cancel Bây giờ tiếp cận cái camera tiếp theo, chúng ta gì tạo new camera. HR A2 đúng không? A2. Đấy, tiếp um, modern. Tùy theo modern các bạn có thể là HR 1 2 3. Tùy theo okay, cái cái modern mà nó ghi trên máy. Đây là cái cách mà để chúng ta quản lý camera thôi. Đấy. Thì thì khi bạn dán code ở trên camera nó là một cái hệ thống ở trong kho các bạn ấy, trong trong kho vật lý nhá, trong kho các bạn thì có bao nhiêu ca camera thì bạn nhập hết vào đây thì để, để các bạn có một cái cách quản lý cho nó bài bản đấy mà Đó. Tôi từ tháng 1 ở đồng nha à, 12. à 12. ok cũng là 500 đô đấy Đã xong đúng không Đấy, Đã ra được cái camera A2 đúng không? Đúng không? Cứ như vậy các bạn có thể tạo được hàng trăm chiếc camera vào đây mà các cái mã số như đây và các bạn để ý là các camera này nó sẽ có các cái ID ở trên cái camera trên trên wireless inside các bạn nhé và đây thì camera này Đấy. thế thì các bạn nhớ chép cái này ra Excel phải Excel ví dụ như là camera ha 1 này nó sẽ có ID như thế này Đấy. thế thì chính cái chữ ID này nó giải quyết cái mối quan hệ camera ID này Đấy camera camera chấp ID này đúng không camera chắp ID này sẽ liên hệ với cái điểm triển khai như thế nào đó đúng không và cái camera chắc ID này nó thuộc cái dự án này dự án này, dự này, này, này nó liên quan đến cái này, cái này, này, này. Đấy, để chúng chúng ta truy xuất được cái nguồn gốc của cái bức ảnh nó rõ ràng hơn đúng không đấy xong rồi tạo ra camera đúng không đương nhiên dự án của tôi dự án của tôi gì thuộc tổ chức này và dự án tôi có rất nhiều camera đúng không đấy, dự án của tôi thuộc cái tổ chức này dự án của tôi có rất nhiều camera à, vậy thì các điểm triển khai và các cái location tạo đâu. Tiếp tục chúng ta sẽ phải tạo ra cái điểm triển khai đúng không? Chúng ta các bạn vào dự án heo rừng đúng không? Heo rừng vào bấm vào detail này. À uh, Samurai đúng không? Thì hiện tại nó chưa có gì hết, thông tin chưa có, chưa có gì, chưa có ảnh, chưa có gì, chưa có gì hết. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra các gì? Các cái vị trí điện vị trí địa lý, điểm triển khai. Bấm vào đi theo. Các bạn xuống dưới cùng này. Dưới cùng này nha à, Dưới cùng này ví dụ cái dự án đó có cái tiểu dự án nhỏ được không các bạn muốn tiểu dự án nhỏ các bạn đánh vào đây dự án heo rừng này hạn thì bạn như thế nào uhm, bạn có thể nói là à, dự án nhỏ thứ nhất là à, khu đồi A1 à, dự án tiểu thứ hai khu đồi A2 khu đồi A3 đúng không đây là cái sấp 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 đúng không đây là tiểu dự án các bạn có thể điền vào đây nhá đánh như, um, đồi T1 hạn bạn mô tả đây thiết kế gì nào như là đây đúng không Đấy, xong, đồ tiền xong đúng không? Ghi là đồ tiền 2 để tạo ra các cái, cái cái thông tin liên quan. Các bạn có thể bỏ qua phần này nhé. Tiếp sau, location. Thì thì cái location này các bạn nhìn thấy này. Các bạn có thể tạo ra cái vị trí địa lý để để chúng ta tạo cái khu vực đó đúng không? Cái vị trí ấy, cái khu vực đó thì cái vị trí này nó liên quan đến vị trí triển khai. À, thì chúng ta sẽ vào đây. Thế thì một dự án này có rất nhiều vị trí triển khai Đúng chưa Và một cái camera này Nó có nhiều điểm triển khai và điểm triển khai này có rất nhiều vị trí Hoặc là camera này nó thẳng trực tiếp đến đây luôn đúng không, nó sẽ có mối liên hệ này Đó. Chúng ta sẽ tạo ra điểm Vị trí địa lý Vị trí địa lý của cái khu vực mà chúng ta triển khai Ví dụ là Bên Thái Lan chẳng hạn đúng không? Thái 1 chẳng hạn Ví dụ làm vị tuyến của nó là 16. 16.2345 đúng không? Nó ngon. 102. Ví dụ chúng ta chưa select con chi gì hết nhá. Ví dụ sẽ xem nó nằm ở đâu nhá. Thái một nhá, Cửa này. À bốn tự. Rồi. À ví dụ chúng ta chọn Thái Lan xem nào Thái Lan được giao nhé. Thái Lan ví dụ đây cho nó giao nhé <laughs> đây là gì đây chính xác Thái Lan luôn đúng không đấy, nằm bên Thái Lan đây là cái vị trí triển khai đúng không Ok đấy là Thái. chúng ta có thể xóa đi nhỉ à, còn deployment deployment là điểm triển khai các bạn nhé cái điểm triển khai này ấy, thế thì ở bên Thái Lan ấy, thì các bạn nhìn này nhớ tựa độ vị trí này như này nhá bên Thái Lan thì chúng ta có thể tạo rất nhiều điểm triển khai Đó, add deployment điểm triển khai điểm triển khai điểm triển khai là Thái gì T TH Thái một hai một chẳng hạn như thế đây là cái cách mà chúng ta đặt tên luôn nhá điểm triển khai này thì các bạn thấy thế này là à, điểm khai này các bạn muốn các bức ảnh nó chỉ bị quay qua cây dọc thì các bạn có thể quay bức ảnh lại này, này hoặc là ví dụ điểm khai đối, chúng ta điểm triển khai chúng ta chúng ta điểm chúng ta triển khai là tháng 1 đúng không nhưng 1 tháng 1 năm 2022 đến đặt 73 3 tháng đúng không ừ, chúng ta sẽ đặt vào tháng 3 à, thu bẫy vào tháng 3 à, 29 tháng 3, à, à, tháng 1 à thì phải tháng 2 chứ quên thu bẫy vào tháng 2 ví dụ trên hệ hạn này à, quên Đấy, thì cái điểm triển khai này nó cũng có location. Cái điểm triển khai là location nó là gì? Là vị trí của các cái điểm triển khai này. Cái, cái cái chỗ trên là cái khu vực của cái dự án đó nhá. Đấy, khu vực cái dự án đó. Còn cái, cái này còn là đi các cái điểm triển khai. À, ví dụ là chúng ta có thể bấm vào đây để chọn cái thái một này là chính xác cái điểm đó luôn, đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ chọn thêm một điểm mới. Đấy. Thế thì cái điểm triển khai này nó chung với cái điểm kia thì chúng ta chọn thái một luôn, hoặc là chúng ta có thể tạo thêm điểm mới. Đấy, điểm mới vào đây lại cũng sẽ lấy con chi như vậy đúng không Đấy, chúng ta thấy 16 chấm đúng không 102 chấm Đấy, ở Thái Lan đúng không? Đấy, okay. tên tên điểm khai là gì? À, vị trí vị trí à, đây là cái camera camera deployment name, đây là cái, cái 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 điểm triển khai của cái camera này và cái vị trí này là vị trí V1 chẳng hạn, đúng không? À, các cái các cái, cái quy định của nó. Đây là ví dụ là check các cái này là các cái đặt theo cái tuyến đường hay là các cái um, dấu vết. Đấy ví dụ chẳng hạn các bạn có thể dịch ra để gần đường này, đúng không? Hoặc là cracking này, là đường mòn hoặc water shop này là cái, nguồn nước này hẳn đấy để các, các khu vực chúng ta đặt đấy thì đây chẳng hạn chọn camera thì đấy chỗ này là camera mà lúc nãy các bạn tạo ra hai chiếc camera đúng không thế thì, thì um, các bạn nói là à, tôi đặt tôi đặt cái chỗ này là tôi đặt camera A1 thì, thì, toàn bộ những cái dữ liệu này các bạn sẽ trong quá trình đi đặt camera các bạn phải ghi vào trong cái file Excel sau đó lại vào đây hoặc có thể tạo ra camera mới ok chưa đấy. cái này là đây là các cái các cái dấu hiệu các cái dấu hiệu các cái các cái các, cái, các không phải không dấu hiệu mà đây là cái, cái chức năng các đây là các chức năng của cái camera ví dụ này tôi theo cái chức năng của camera đi à, đây là chiều cao đặt camera đây là các cái chiều cao này đủ gối được là 8, dừng hoặc là tám dừng không rõ này Đấy, ví dụ tôi đặt được thì độ cao đầu gối khoảng trên 40 cm này à, góc góc của camera đặt này Đấy. Đây, đây song song mặt đất hoặc là hướng dưới đất, tại không biết rồi, đây tôi đặt từ trên đặt độ cao đầu gối và hướng xuống chân đường chân trời là mặt đất này, Đấy, đây, các cái, đây, còn cái này là bẫy, sub project à, chúng ta có thể chọn à, đổi một đội hai đúng không? Đấy, cái này toàn bộ cái này nó sẽ được hệ thống bằng cái này, nha. các bạn khi mà thiết kế mô hình dữ liệu liên quan triển khai camera là các bạn phải thiết kế rõ cái chỗ này, nếu các bạn không thiết kế rõ chỗ này thì các bạn thiết lập vào đây nó sẽ không nhất quán phù hợp, đúng không? đây là thời gian và vĩnh nặng à, có điểm các bạn đi chọn một hoặc hai giây cho bạn đúng không xong ok đó khi các bạn chọn xong rồi các bạn sẽ tạo các bạn chọn xong rồi sẽ tạo ra một cái deployment ớt đâu mất rồi tạo lại nha tháng một này ngày triển khai chúng ta sẽ triển khai tháng một đúng không vì chúng ta mua máy là tháng 12 là tháng 1 mà tháng 2 thứ vậy đúng không tháng 2 và cái điểm uh, <laughs> điểm thái à, điểm V1 đi ok uh, chúng ta chọn hacking camera name aha1 đúng không và chúng ta chọn gì uh, cái chức năng của camera chiều cao là trên đu gối góc là gì sướng uh, xuống mặt đất uh, sắp project là đổi một đúng không Bây giờ chúng ta grid nó sẽ báo lỗi cái gì đó chúng ta sẽ quay lại. À đây, chúng ta chọn ví dụ điểm tích nặng khoảng 4 giây đi. grid Không báo sai gì, ví dụ nó báo sai gì. Nó sẽ báo gì đây? Dự án của chúng ta. Thích checking hết P1 location. Rồi Đó Thế thì các bạn nhìn thấy này Cái ngày này của chúng ta ấy, Ngày này này của chúng ta là nó hiện từ ngày 12 tháng 12 năm 2022 Thì mà chúng ta là tháng 1 đúng không Đấy. Chúng ta cần phải setup chỗ này để nó mới hiện lên chỗ này Tức là tháng 1 đúng không chúng ta phải cần ngày từ bắt đầu từ ngày mùng 1 đúng không và đến ngày à, tháng 2 đúng không đó, ok thì nó mới sẽ hiện cái chỗ này lên. Đấy, để hiện cái này lên. Đấy, đây là cái mà chúng ta hiện lên để mà chúng ta upload dữ liệu vào. Đấy. Thế thì hôm trước ở cái bài phần 2 là các bạn bảo thế chứ tại sao lại có những cái điểm này để upload lên đúng không? Thế thì bây giờ uh, chúng ta chỉ cần upload lên thôi. Đó, nó sẽ có thái một thái hai ví dụ là um, à, các bạn uh, ví dụ là ra đây chẳng hạn đúng không? Hôm trước các bạn phần 2 các bạn upload lên thì các bạn sẽ thấy thì heo rừng này đúng không và chúng ta thấy thái một một hai a một đúng không đấy đây là cái, cái, cái mà chúng ta tạo ra các cái địa điểm để chúng ta upload dữ liệu lên đúng không đây là cái tạo dữ liệu lên vậy thì um, nếu mà tạo như thế này rất mất thời giờ đúng không lâu thế này thì xong biết bao giờ là xong thế thì ở cái video clip sau thì chúng sẽ hướng dẫn anh chị tạo các cái điểm này bằng cách tự động bằng tạo ra các cái file CSV để upload lên rất nhanh. Đấy. Thế thì hôm trước phần 2 là chúng ta đã uh, biết được cách này chúng ta upload lên, Đấy, upload lên và các cái chọn lựa chọn ở đây. Ví dụ là chúng ta heo này. Đấy. Tại sao có lựa chọn được dự án? Tại sao lại chọn được deployment? Mà hôm nay thì chúng ta chúng, ta, chúng đã giải quyết cho anh chị biết là chúng ta tạo ra các, 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 các cái đề mục này thì chúng ta upload lên, đúng không? Upload lên. Đây là trong quá trình upload lên. Thế thì uh, đây là cái mô hình dữ liệu nó quản lý và chúng ta phải tạo ra các cái định mục này để nó upload lên nhằm sao nhằm quản lý cái bức ảnh để truy xuất nguồn gốc của cái bức ảnh đúng không? thì ở video sau thì chúng sẽ hướng dẫn, dẫn anh chị là tại để làm thế nào để mà tạo ra các cái file CSV để chúng ta upload lên một cái là hàng hàng loạt các cái điểm tạo bức ảnh đây hoặc là hàng loạt các cái new location đây đúng không? để mà chúng ta rất là dễ dàng trong quá trình tạo điểm tạo camera chứ còn nếu mà tạo từng cái từng cái này thì rất là lớn thời giờ đúng không và đương nhiên trong một cái dự án của các anh chị ấy, trong một cái dự án nhá trong một dự án nhá hào này trong một tổ chức này thì cái, cái 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 việc mà tạo ra các cái camera này thì các anh chị là phải cả tạo thủ công nha vì nó nó yêu cầu cần phải tạo thủ công ví các anh chị một trăm cái camera thì các anh tạo một trăm cái này. và chúng ta cần phải trong quá trình tạo thì phải ghi chép cái này ra phải xem mỗi lần ra để nó phục vụ cho cái việc mà chúng ta đồng bộ nhất dữ liệu với cả cái file dự, file, file CSV trong quá trình mà chúng ta tải lên án thì chúng ta quay, quay lại án heo rừng và chúng ta sẽ thấy là chúng ta sẽ có tạo địa điểm này location này, này. các nhìn này trong một trong một cái dự án nhé, đây nhá đây là dự án heo rừng phần 3 nhé thì trong một dự án này thì các bạn sẽ thấy ở phần dưới này chúng ta tạo xong thì chúng ta save vào này thì có sub project tức là dự án này có dự án nhỏ không tôi có đường một và hai và dự án này đôi đồ nhỏ đôi đồ một đồ hai Đấy, thì đây trong một dự án này trong một tổ chức có một dự án này dự án này sẽ có các subproject project đúng không tiếp theo uh, trong có, sẽ có các địa điểm uh, cái địa điểm này trong subproject project sẽ có các địa điểm tiếp theo lại có các địa điểm này location này và chúng ta tạo location và bên dưới ấy, là tạo các điểm triển khai À, thì chỗ này các bạn không thấy cái điểm triển khai vì cái ngày của chúng ta chúng ta chú ý cái này cái ngày chúng ta phải ghi rõ cái ngày gì chúng ta triển khai để tháng 1 chẳng hạn thì chúng ta phải hiện đây là tháng 1 à, tháng 1 năm 2020 tháng 1 à, bấm vào đây và đến tháng 2 à, à, bấm ok nó sẽ hiện ra là hai điểm này đúng không Nếu mà chúng ta bỏ cái ngày đi chúng ta nhiều khi bảo út tạo ra không ra là do chúng ta cái hiển thị đấy thôi thì đây cái điểm triển khai và các camera à, thì chúng ta upload lên bằng cách là à, bấm upload và nhét vào nó vào các cái các cái điểm mà chúng ta đã, đã, tạo thôi đúng không rất là dễ đúng không thế và trong quá trình định danh nhận diện các loài thì chúng ta lại quay về phần phần hai đúng không à, bài view cái sau chúng sẽ nhìn thấy hơn à, đến đây là hết xin cảm ơn các anh chị